come on with me tonight. I chào tất cả mọi người. Hiện tại thì bây giờ đang là 1 giờ trưa và hôm nay là ngày cuối tuần cho nên rất là đông. Thì Tuấn chuẩn bị ghé vô mua một loại bánh. Ở Trung Thu á, thì ở Việt Nam người ta hay làm bánh Trung Thu. Ở đây Trung Thu người ta hay làm một loại bánh này. Đó là bánh sôm giòn. Hay là nó dạng bánh gạo. How much? 5,000. Ok. Cái bánh này là bánh sôm giòn nha mọi người. Giá của nó là 5,000 won. Là rơi vào khoảng gần 100,000 tiền Việt Nam. Đây là bánh sôm giòn nè mọi người. Cái bánh này á, nó có ý nghĩa là thường á là vào những dịp Trung Thu á thì người dân á, họ sẽ bắt đầu tụ họp lại để làm ra loại bánh này. Và nếu như mà họ nặng ra cái loại bánh nào mà đẹp nhất, hình dáng đẹp nhất thì họ mong cái điều là con cái của họ sẽ sinh ra sẽ rất là đẹp. Đó, ý nghĩa là nặng, họ mong muốn là nặng thì là đẹp để con cái mình đẹp. Nếu như mà ai muốn sinh con đẻ cái mà con cái mình đẹp thì cũng qua Hàn Quốc nặng bánh sôm giòn và dịp Trung Thu, biết đâu con cái của mình nó sẽ đẹp thì sao. Bây giờ Tuấn sang thử cho mọi người xem bánh này á. Nó hơi giống bánh ít ha. Nè mọi người ngửi một cái. Anh nói thêm ăn không? Nói thêm ăn à? Ok, sẽ nói sang mọi người. Bánh này nó hình dạng một xà lách cây. Tôi không biết là nó có nhiều màu. Ở đây bánh này có nhiều màu không? Theo cái bạn mà du học sinh ở đây thì bạn nói là bánh này rất là nhiều màu. Thì tôi đang ăn một xà lách cây. Tôi ăn thử. Ngon rồi. Bột rất là dai. Nhân của nó là nhân đậu xanh. Nó cũng không quá ngọt và nó cũng không quá lạc. Nó vị ăn nó rất là vừa phải. Bánh này có ý nghĩa là cứ mỗi dịp Trung Thu thì mọi người sẽ tụ tập lại để làm ra loại bánh này. Họ mong muốn rằng khi mà nặng hình dạng cái bánh á thì sẽ nặng ra được một cái chiếc bánh thiệt là đẹp để con cái mà sinh ra cũng thiệt là xinh xắn, cũng thiệt là xinh đẹp. Đó, đó là ý nghĩa của cái bánh sôm giòn này. Thì khi mà mọi người tới Hàn Quốc thì hãy trải nghiệm ăn thử cái bánh này nha, rất ngon. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì bây giờ Tuấn đang ở Hồng Đê. Thì Tuấn đang đi qua cái bảo tàng đánh lừa thị giác. Hồng Đê là một con phố mà rất là nhiều sinh viên họ tụ họp lại với trẻ rất là nhiều đó. Mọi người thấy nè, đấy, có những cái hoạt động nghệ thuật đường phố tươi diễn luôn. Đây là con phố mà tôi nghĩ là nếu mà mọi người có dịp tới Hàn Quốc thì mọi người nên tới, bởi vì có rất là nhiều hoạt động biểu diễn nè, rồi ăn uống mua sắm rất là nhiều thứ. Đây, nó nằm ở B2 đây mọi người. Vừa xuống B2 đây. Tới. Cũng đã tới rồi. Đây. Là bán giá mọi người. Nếu mà mọi người đi theo group á thì là giá sẽ là 11,000 won. Còn mọi người đi bình thường á sẽ là 15,000 won. Là rơi vào khoảng gần 300,000. Bây giờ tôi sẽ mua vé. Đây nha mọi người, Tuấn vừa mới mua vé xong thì người ta đưa cái vé cho Tuấn và người ta có hướng dẫn Tuấn á. Đây, người ta đứng có đưa link wifi cho Tuấn đây. Nhập wifi vào đây, sau đó là mình phải tải cái app này về. Là cái app này nè, đó. Sau khi tải cái app này xong á thì mình bật cái app đó lên rồi mình lấy cái điện thoại của mình chiếu vô những cái bức tranh đó thì nó sẽ ra được những cái hình sóng động của 3D 4D như vậy. Bây giờ thì Tuấn sẽ tải app và sau đó là Tuấn sẽ quay lại cho mọi người xem. Rồi, đây, sau khi mà Tuấn tải xong cái app này, bây giờ Tuấn đang vô nha.
trước cho mọi người xem luôn. Rồi, xong rồi. Để tôi mở video nha. Tôi sẽ cho thử mọi người xem trước nha. Đó, bây giờ, đây nè, là một cái tấm máy bình thường nè. Một khi mình qua cái điện thoại mà xài cáp nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, cứ là mọi người nhấn nè, đó. Cứ những bước chân nữa, đó, con rồng này nó sẽ... Nó... Wow, thấy nha. Đó, nó phun lửa mọi người, đó. Thank you.
rồi yêu thương cũng chỉ có trong hai chữ đã từng. Đường đời không như ý, hóa ra vẫn là người xứng. Quen nhau thì không đành xót xa vô cùng, mà gần nhau sao nghe môi mắt vẫn mông lung. Người ơi, anh phải làm sao? Rồi, làm gì vậy? Ra cửa chuồng. Ra cửa chuồng. What? Đâu ra cửa chuồng? Thế. Hôm qua ngồi chung mà, luôn đi. Biết ngay là đang diễn ghê gì mà. Cái ghế thôi. Mời các bạn đầu tiên Tuấn xem có gì nè. Dán. Sao cái dán đẹp lắm mà sao cái người ở ngoài xấu vậy? Như vậy là Tuấn đã trải nghiệm xong cái công viên đánh lừa thị giác ở tại Hàn Quốc rồi. Đây là tại Hongdae, Seoul. Thì mọi người nếu có dịp tới Hàn Quốc thì hãy trải nghiệm. Nó rất là ok. Hy vọng là mọi người sẽ thích nơi này. Cảm ơn tất cả mọi người.